Đội bóng ngoài sân đội tuyển các trường học 1-0. Đập bóng tốt, đội điểm cho Di Luân 1-0. Đội bóng chưa qua, điểm cho Di Luân 2-1. Điểm cho Di Luân. Từ điểm cho trường học 2-3. Đập bóng tốt, đội điểm cho Di Luân 4-2. Đội điểm cho trường học 3-4. Để bóng rơi tự do, đội điểm cho trường học 4-0. Mấy cô đồng thời tài chính đồng yếu quá hả? Đập bóng chưa qua, đội điểm cho trường học 5-4. Phát bóng tốt, điểm cho Di Luân 6-5. Đập bóng tốt, điểm cho Di Luân 7-5. Đội bóng chưa qua, đội điểm trường học 6-7. Điểm cho trường học 7-0. Điệp. Đập bóng tốt. Từ điểm cho Di Luân 8-7. Cầu thủ Di Luân cố lên, đồng chí phó chủ tịch ủy ban người gốc Di Luân nếu có vào chung kết xét này ở trận này thì cũng được 1 triệu đồng. Đề nghị Di Luân cho là một đây. Đội bóng chưa qua, điểm cho Di Luân 9-7. Đập bóng chưa qua, điểm cho Di Luân 10-7.
đội điểm cho trường hợp 8-11. Gặp bóng chưa qua, điểm cho Thiên Luân 9-11. Chúng ta yêu cầu phát này là phát bóng này. Đội bóng chưa qua. Điểm đối điểm cho trường hợp 10-11. Điểm cho Di Luân 12-9. Bước trường hợp một điểm mình chỉ đang này. 12-9. Bỏ bóng chưa qua, đội điểm cho trường hợp 10-12. Đội bóng ngoài sân, đội điểm đi luôn 13-10. Cao nữa. Bóng Công Sơn điểm cho Di Luân 14. Đúng cao quá. Công ơi, đúng cao quá. Đặt bóng lui ra. Đặt bóng tốt điểm cho Di Luân 15-10. Lui dòng tế, đúng rồi. Đội bóng ngoài sân, đội điểm cho trường hợp 11-15. Cái này chỉ có chụp không? Chụp vào. Chuyển qua cho lối đi mấy. Quay những cái chụp không? Không. Chuyển qua cho lối đi mấy. Bỏ bóng ngoài sân, điểm cho trường hợp 12-15. Đội bóng chưa qua, điểm cho trường hợp 13-15. Đội bóng chưa qua, đội điểm Di Luân 16-13. Đặt bóng tốt, điểm cho Di Luân 17-13. Đặt bóng ngoài sân, điểm cho Di Luân 18-13. Đấy rồi. Đập bóng tốt,
mình các trường học 14, 18. Đập bóng ngoài sân, điểm cho trường hợp 15, 18. Đập bóng tốt, đổi điểm cho Duy Luân, 19, 15. Vật bóng tốt, đội điểm cho trường học 16, 19. Đập bóng tốt, đội điểm cho Duy Luân 20-16. Để bóng rơi tự do, điểm cho Duy Luân 21-16. Đập bóng ngoài sân, điểm đập bóng ngoài sân, điểm cho Duy Luân 24-16. Mời điểm cho trường học 17-24. Đội bóng chưa qua, tuyển cho trường học 18-24. Đập bóng chưa qua, điểm cho trường học 19-24. Đội bóng ngoài sân, điểm cho Duy Luân 25-19.